Hôm nay thì cửa hàng về một lô SH120 và 160 thì hỗ trợ giảm sốc cho cả nhà nha. Ai mà đang đam mê về hai dòng này thì liên hệ liền ngay cho Luyến để nhận ngay 2 triệu đồng hoa xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng qua số điện thoại hoặc là Zalo 0346 552 628 nha. Có dùng Zalo chính chủ luôn. Thì đây, Luyến lấy trong kho cũng có rất là nhiều phiên bản dòng SH, ngoài 125, 160 ra, có cả dòng SH Mod cho cả nhà cùng lựa chọn ha, thì cập nhật giá cho mọi người luôn. Đó, thì SH125, 160 thì có 3 màu tiêu chuẩn là màu đỏ bóng, màu đen bóng và màu trắng bóng nha. Thì đối với các màu như vậy thì cái mặt nạ của nó sẽ là màu đồng với lại màu xe, ví dụ là em xem màu đỏ đấy thì mặt nạ sẽ là đỏ luôn ha. Màu đen thì mặt nạ sẽ màu đen luôn và màu trắng cũng mặt nạ màu trắng luôn ha. Thì với mức giá của 125 hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 72 triệu 900. Trả trước chỉ cần 15 triệu là sở hữu xe, có liên hệ qua Zalo giảm ngay 2 triệu ha. Còn có 70 triệu 900 thôi, rất là rẻ luôn cả nhà. 160 thì hiện tại đang có mức giá chỉ có 92 triệu 900. Trả trước chỉ cần duy nhất là 25 triệu trên xe, có liên hệ qua Zalo cũng giảm ngay 2 triệu ha. Còn đối với bản ABS thì đây nó sẽ khác biệt là phần, ví dụ như màu trắng thì mặt nạ nó sẽ là màu đen, và màu đỏ sẽ mặt nạ màu đen luôn, và màu đen bóng cũng sẽ mặt nạ màu đen luôn ha. Đó là phiên bản 2024 ha. Và ABS thì với mức giá hiện tại một em xe phiên bản ABS của 125 thì đang hỗ trợ chỉ có 81 triệu 900, 160 có mức giá chỉ có 101 triệu thôi. Trả trước cho Luyến cũng chỉ cần từ 20 đến 35 triệu là trên xe, có liên hệ qua Zalo của Luyến giảm ngay 2 triệu đồng nhé. Còn đối với màu xám xi măng là phiên bản thể thao và phiên bản màu đen nhám mà đặc biệt nha. Đặc biệt hiện tại thì đang có mức giá chỉ có 981 triệu và phiên bản thể thao đang có mức giá là 83 triệu nha. Trên ngay siêu phẩm mà trả trước chỉ cần từ 15 đến 20 triệu thôi, thì còn chần chừ gì liên hệ liền ngay cho Luyến ha. Và đặc biệt là có hỗ trợ là sơn độ theo của khách hàng, ví dụ khách hàng mình muốn sơn lên bất cứ màu nào thì cứ nhắn tin riêng qua Zalo, Luyến có hỗ trợ là sơn độ theo của mọi người nữa ha. Phía dưới kia Luyến có màu của dòng SH Mod, phiên bản CBS và ABS, có các màu là phiên bản màu trắng bóng này, màu xanh bóng này, màu xám xi măng, màu bạc, màu đỏ bóng này, phiên bản màu đen nhám nữa. Đó là các màu zin của dòng SH Mod ha. Với mức giá hiện tại đối với một phiên bản CBS thì đang hỗ trợ chỉ có 58 triệu 900, còn đối bản ABS thì chỉ có 63 triệu 900 thôi nha. Trên hơn có 5 triệu thôi. Trả trước cho Liên cũng chỉ cần duy nhất là 8 triệu là trên xe, có liên hệ qua Zalo cũng nhận ngay 2 triệu đồng một xe lại ha. Liên có rất là nhiều mẫu xe cũng như phiên bản cho cả nhà mình cùng lựa chọn luôn. Ai mà đang quan tâm về mẫu xe nào cũng như là muốn mua về bất cứ dòng nào thì cứ liên hệ qua Zalo dưới màn hình của Liên là Liên hỗ trợ sang xe cũng như là hỗ trợ ưu đãi cho cả nhà nhé.